Chào bạn, bạn cho biết rằng là bạn sẽ để tiền mua vàng chứ không tham gia bảo hiểm nhân thọ. Thì đó là quyền của bạn và tôi cũng chẳng có tư cách nào mà ngăn cản bạn làm điều này cả. Hơn nữa, theo tôi, nếu bạn có tiền và bạn thích vàng thì bạn cứ nên tích lũy vàng, bởi vàng là một kim loại có giá trị từ trước đến nay. Tuy nhiên là tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn một vài ý như thế này. Thứ nhất là chúng ta không thể biết được vàng sẽ lên giá hay là xuống giá trong tương lai. Vì thế, cũng có thể bạn được, nhưng mà cũng có thể bạn sẽ phải chịu thua lỗ với vàng. Thứ hai là, theo bạn ấy, thì sức khỏe là vàng hay là sức khỏe hơn vàng? Từ trước đến nay thì chúng ta vẫn nói với nhau một câu rất phổ biến là sức khỏe là vàng. Nhưng mà bây giờ bạn thử nghĩ kỹ xem là sức khỏe là vàng hay là sức khỏe còn hơn vàng? Tôi tin rằng bạn sẽ trả lời là hơn vàng. Vì thế chúng ta đang có vàng ấy mà gặp các cái bệnh tật rồi là những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe thì mình phải bán vàng đi để mà lo cho sức khỏe của mình, chứ chẳng ai lại ôm vàng mà chờ chết cả. Thì trong tình huống đó, số vàng bạn có chưa chắc đã đủ để trang trải mọi cái chi phí cho chính mình. Thì thật là nguy hiểm nếu như chúng ta cứ chăm chỉ kiếm tiền, hàng ngày chúng ta nỗ lực làm việc, chúng ta chắt chiu tích lũy, thậm chí là không dám ăn, không dám chi tiêu, mà chúng ta lại không tìm cách để mà bảo vệ tiền tiết kiệm hay là bảo vệ vàng bạc mình đã có. Như thế nguy cơ mất tiền, mất vàng vì lý do sức khỏe là rất dễ dàng xảy ra. Trong quản lý tiền bạc, có một nguyên nhân làm cho chúng ta có thể vừa mới thoát nghèo, tức là mình đã tiết kiệm, tích lũy được một chút, mình thoát nghèo. Vừa mới thoát nghèo xong thì lại bị tái nghèo ngay lập tức, thậm chí là còn nghèo hơn trước. Đó chính là mỗi lần mình vào bệnh viện là phải tự móc túi mình để mà trang trải, thanh toán mọi chi phí. Vì thế, nếu có thể mua được vàng thì bạn cứ mua, bạn mua được càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nên tham gia cả bảo hiểm nhân thọ để khi mà mình cần tiền chăm sóc sức khỏe thì mình sẽ có ngay mà mình không cần phải bán đi số vàng mình đã có.